Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Chìm đắm trong cái chiếc Isetta 10 độ xấu cái dàn chừng rất đẹp. Cái chiếc Isetta 10 là một cái từ khóa không còn lạ lắm anh em chơi xe này. Cái dòng xe này từ ngày xuất hiện để lại biết bao nhiêu bản độ lớn nhỏ khác nhau, từ hầm hố và cái dàn chừng khổng lồ đến những bản độ khủng khiếp và trong từng những trang bị nâng cấp. Và cái chiếc Isetta độ dưới đây là một ví dụ điển hình, góp phần làm cho em ấy thêm lạ mắt hơn. Chủ nhân thay đổi bao tài gù bằng chất liệu nhôm cùng với cái tông màu với phần dàn áo xanh CB, làm cho cái chiếc Isetta này khi sở hữu phải dùng cái tay con đồ chơi được nhập Thái Lan về, mô phỏng theo cái mẫu Rebo với khả năng là ngắt con rất thoải mái. Thiết kế cái phần đờ mi ở dụng cái bi cầu U7 tạo một cái đôi mắt là giúp cho phần mặt nạ trước của xe như một cái chú chim ưng, tương tự như bản là Isetta 105 năm số. Thay thế cái bộ phận chản ba trước CNC để lắp một cái cặp phục hành trình ngược cho chiếc xe thêm chút hậu báo, ra dáng một cái chiếc lập phần có lớn hơn. Dùng cái dây trước Winner để che đi cái phần nào cái cát đá bắn trực tiếp vào tay phục. Và đây là sâu cận cảnh hơn cái phần chân phục. Thấy được nhãn sức cũng rất là tinh tế khi tạo hình không thua gì những cái chân phục Hardin. Cái phần chân phục và mâm Poset Racing có sẵn những cái lỗ ốc để chủ nhân lên hai đĩa trước mà không hạn chế không chế cháo gì cả. Nhưng chủ xe chỉ dùng một cái đĩa nên đã che những cái lỗ ốc trên cái mâm lại bằng lỗ ốc Rinam. Cái dàn chân sau là cả khối đồ chơi, bao gồm các chân Biker Version 2 được làm hoàn toàn bằng liệu nhôm CC, được nhuộm lên màu cũng khác nhau và cho nên dễ dàng lựa chọn. Thiết kế cái lỗ ốc như zin, không cần chế cháo một chi tiết nào cả. Cái giảm sốc sau dùng là cái phục Red Tail và dầu rời, đem lại hành trình giảm sốc im ái cho con X độ này. Sử dụng cái gắt nhôm CC lấy cảm hứng từ mẫu xe cái dòng lập phân có lớn với tên gọi là CB Racing, sản xuất dành cho nhóm Isetta 10 105 và Winner như và một cái chiếc là Winner 10 dụng mà không cần phải chế cháo một cái chi tiết nào cả, cũng rất là tiện lợi, dễ dàng tháo lắp cũng như là không quá nặng như những mẫu cấp độ khác. Quairo 10 sở hữu cái dàn đồ chơi hoàng gia của một biker tên Ninh. Cái chiếc Quairo 1/10 2007 hiện nay dù đã được Honda Indo ngừng sản xuất cho ra phiên bản mới là Quairo 2009, nhưng dường như anh em chơi xe vẫn rất là mặn mà phiên bản đời cũ. Bằng chứng lần lượt những người săn tìm những cái bản cũ nhiều hơn, khiến cho những người dân tiêu dùng được đẩy giá rất cao. Thiết kế cái dàn đầu tạo một điểm nhấn bằng cặp thắng CRC AC2 tích hợp là 6 số tăng đường phù hợp với từng cái thứ tăng người dùng. Cái bộ tay thắng CC này cũng rất là tiện lợi, có thể tháo rời phù hợp với từng dòng xe dễ dàng tháo lắp và không cần phải cắt mài gì mất chi tiết nào trên cụm zin. Sử dụng cái mặt nạ trước của chiếc Honda Clip 105 2007 giúp cho xe gọn gàng hơn khi mất đi cái bộ phát che biển số trước. Cái dàn chân dụng có combo cũng rất đẹp, cái điểm nhấn là cái chú heo dọc Rainbow lực lớn 2 bánh xứng được bắt vào chế phục thông qua một cái phát nhôm CC chạy từ công nghệ phay CC kết hợp cùng đĩa gaffer cho kích thước size là 245 và có những cái lỗ ốc khác nhau so với mâm zin nên lắp được phải chơi thêm một cái lòng bên trong. Vẫn là gói combo quen thuộc với cái tông màu vàng óng ánh Hardin bình dầu rời đi cùng với cái đấm chỉnh CC bên dưới có mức giá bán hơn là 8 triệu đồng. Nhưng cái cây phục này đang trở thành món đồ chơi cho những cái bản mà bất kỳ cái chiếc product nào muốn dọn chuyển cho xe thêm cái chút bắt mắt. Sau cái tổng chiều cao là 330mm, khá lắp cho những dòng xe tầm trung như là Escort, Lumax và cả Vision. Cái dụng kêu bột bốn cross to lớn làm bằng chất liệu nhôm và titan cho cái phần thân bóng, cho cái phần thân bóng hơn và tách nhiệt cũng rất tốt. Giữa thân bồ được trang bị bằng một cái đường carbon fiber để giúp phân biệt giữa những dòng đời bốn cross với nhau. Được sản xuất riêng dành cho dòng tay ga 1/10 đến 300cc, đi kèm ống tiêu có thể tháo lắp rời giúp cho xe thêm im ái khi vận hành và gầm rú khi chủ xe muốn. Nếu tính về phần nguyên bản thì cái chiếc Quairo 2009 có mức giá khoảng là 40 triệu, thì nguyên bản 105 có mức giá 50 triệu. Dĩ nhiên nguyên bản 110 có mức giá này là chưa bao gồm thuế và biển số. Cảm ơn các bạn theo dõi lớp này để tiếp nhớ like, share, subscribe.